Rồi, hello nha anh em. Ngày mới một chút anh em vui vẻ, may mắn, sức khỏe tràn đầy nha anh em. Ngày như mọi khi phép cập nhật xe ngày mới nha anh em. Xe này mới về. Anh em coi xe nào thì liên hệ ủng hộ nha anh em. Bên kia họ nấu nhựa. Nấu nhựa đổ đường lộ anh em. Nào cũng sửa đường hết. Nó ngay trường học mà nấu nhựa đó. Đổ em không biết bao lâu rồi nó cũng chốc nữa. Quốc lộ quốc đường quốc lộ mà đổ mấy cái nhựa đó nó tới mùa mưa đó, nó lỡ chứ. Này như mọi khi anh em ơi. Giá xe nào anh em mới điện như trường xăng, này giá bình dân mà anh em. Giá nó rẻ mà xe mới bao cắt chứ. Mấy cái xe mới này không có gì phải nói đó. Dòng mới mà nè, ví dụ như Black nè, Fu hoặc là Infa 110 hoặc Sirius, mấy đó thì nó trâu lắm, nó sử dụng cho anh em mà đi đi thường thường nào anh em, ít có đi công việc thường ngày rồi đó ha, bền bỉ rồi đó. Còn những anh em mà không có xe thì nên mua nó xài đi công việc đi làm, chứ anh em đừng có mua ở mấy xe cổ, mấy cái xe mà bỏ mẫu, những cái xe mà phụ tùng phụ kiện hư khó thay kén thợ như anh em. Cái đó mấy xe đó đó em hấp để về bán cho những anh em ta sưu tầm ta chơi, tại vì ở đây á, xe nào phải bán cũng được hết á, nó tùy theo cái mục đích sử dụng của mỗi người mỗi khác nha anh em. Có người ta mua ta đâu có chạy đâu anh em, đậu mà đậu những khi trong cái kho sưu tầm của họ nhiều hơn hai cửa hàng có bếp. Em nói thật á, một mình ảnh toàn bộ là tên về ảnh hết. Vậy tên hết một mình ảnh á, là sở hữu là nhiều hơn hai cửa hàng phải không, phải biết có nhiều anh em đó. Còn như mình điều kiện mình không có, mình là công nhân, mình đi làm thường xuyên, mình đừng có mua mấy cái Suzuki đời đầu đời xưa mình bốn số tới lui, rồi là Suiva chẳng hạn, rồi mấy cái xe kiểu mà nói chung là xe kén thợ phụ tùng mắc khó mua, anh em không hạn chế mua, không có nên mua đâu anh em biết không, tại vì mấy quỷ này tuổi đời nó 20 năm hết rồi, trên dưới 20 năm hết rồi đó, kể cả mấy cái dòng mà khu chờ neo này kia lộn anh pha đời trước rồi không vậy, nó biết là nó bền đó, nhưng mà anh em biết là nó bao nhiêu năm rồi. Cái này là phép khuyên chân thành thôi, anh em mua cửa hàng của phép hay là mua ở đâu cũng bất kỳ cũng vậy đó, đầu tiên anh em tìm cái xe cho mình chắc chắn đi làm hàng ngày, tìm cái mua sinh cái đi, rồi hả sau này khám khá họ đến mua những cái xe sưu tầm này kia rồi mình chơi những cái xe mình đam mê đó mà là trước mình mua không được á, phép nói anh em hiểu không ta, chứ giờ thập nhiên anh em mua chiếc Scoot đời đầu phép 11-12 triệu cái xe đó phép nó để cho anh em sưu tầm rồi chơi này kia rồi người ta ít đi lại, hoặc là xe người ta nhiều rồi chủ yếu người ta mua đi cà phê thôi, mấy anh mua đi làm đi ngày đi mấy chục cây á, mua sao nó cởi nổi đó, năm 2001 hay là 2 tới giờ biết nhiêu năm rồi, thử anh mua mấy chiếc này được em bao anh chạy đó. Ví dụ vỏ bánh nhông sinh dễ mấy cái hao mòn cái đó mày, mấy anh đổi thừa để em thua rồi, vỏ bánh nhông sinh dễ là hao mòn thường kỳ, đó là bắt buộc mình phải thay ha. Còn ví dụ như lỗi động cơ máy móc gì đó bị trục chặt hư hao lột dên ra khối gì đó, đốt xe bỏ người tại đó đi rồi đầu lại đây phải trả tiền lại cho cái nào phải bao cho anh em đó. Còn ví dụ như nói đang chạy giữa đường cái xúc sên, đang chạy đường cái sên dùng cái xúc sên quăng ném giữa đường là em cũng thua nha. Mà anh chơi xe mà trùng sên mà để tới xúc là em chưa chửi mà nó là hên rồi đó, thấy không, đâu mà để tới đó được, hoặc là bể lớp bây gì đó dẫn bộ để bộ, cái đó là cái chuyện phép không biết đó. Ai bảo hành bảo trì cho mấy cái đó, kể cả hãng luôn cũng vậy, khi mình mua cái xe mới ra mình đi chạy ra xui xui nó cán đinh nó bể bình thường, anh quay lại hãng anh chửi, anh đốt hãng người ta hay gì, cái đó là do mình nha anh em, chứ không có đỡ thừa phép được. Cái nào phép nói bao phép hướng dẫn anh em xài xe thế nào phù hợp mình, có gì alo phép tư vấn cho.
chứ đừng có thấy ham mua. Nó ví dụ nha, cái trường hợp không phù hợp đó gì, đam mê quá hay thì quá mà nhà chưa có xe đó, trong túi trong khi có 20-25 triệu giác này mua chiếc hai thì đó. Đó rồi anh em đi làm, đi làm sao làm được, một là nó rất hâu xăng, hai là nó nổ tè 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 đó, nó bất tiện, nó hâu xăng rồi là phụ tùng phụ kiện của nó là hư hao là thua, mà hai thì nữa, hai cái này không giặt nữa nó. Rồi cái tiếp theo cái giấy tờ đúng không hợp lệ nữa đó, không được, không phù hợp nha anh em. Chỉ phù hợp cho anh em nè, nhà ta có xe sẵn 4-5 chiếc 5-6 chiếc gì đó. Đó cái đầu thôi em phép bán xe giá cũng tốt quá đấy, cũng thích thầy thì nữa, mua về để tè tè đi cà phê được chơi, chủ yếu là đậu rồi lâu lâu rồi cảm giác nó ngứa ngứa rồi lôi ra đi cà phê đảo một vòng rồi về chứ đâu có đi đâu đâu rồi. Sợ đó, ok được, được hết trơn nha anh em. Nó mình phải hiểu mới được anh em, mình chơi mình phải hiểu. Cái này dễ xảy ra nha anh em, mình phải biết mình biết gì, mình cần gì, mình muốn gì đó, mình là mục đích nhu cầu sử dụng mình như thế nào thì ở đây em tư vấn cho. Chứ giờ mà anh em ngày đi làm mấy chục cây á, ngày nào cũng vậy hết, đi hơn kỳ anh em lại mua suy ba này, em cản liền. Em rất là khuyên rất nhiều anh em luôn, anh em điện phép anh tính mua chiếc chạy gáp ấy, và anh tính mua chiếc khu chờ neo sân cơ đó, phép khuyên ngay mà liền luôn, anh không có mua xe đó. Anh chạy gáp là anh sống bằng cái sức lực trên chiếc xe, nó dựa trên chiếc xe mà anh hả mua chiếc neo này á. Neo này giờ 2007-2006 được mười mấy năm rồi ha, cái tuổi thọ nó thì nói chung là ai nó cũng như mình vậy thôi, thằng nào mà già chả yếu, kể cả xe luôn, kể cả động cơ. Anh mua cái xe nào mới anh đó, anh tầm mười mấy 20 triệu anh đi mua chiếc quay GSX hoặc Honda Blade, quay GSX rồi đó, phải có mấy chiếc tư vấn anh qua anh mua chiếc quay GSX liền, chạy tới giờ quá ok nhá. Hoặc là Sirius FI ở đây cũng mới không, chạy biết gì nó hư nó. Sirius FI nè, nhiêu tiền đâu, xe rẻ rẻ không nè, hôm nay chạy tiết kiệm xăng nữa, không có hỏng bậy đâu, bậy đâu anh, xe dòng mới mà. Đây nè, chạy nó cho anh em có cái nguồn thu nhập, có cái mức sống ở cái mức thu nhập thấp của mình. Nói chung xã hội này thì nó là hầm sà bằng hết trơn á anh em, đủ tầng lớp hết, giống như những cái mệnh giá đồng tiền trong túi mình thôi á, tờ 5.000, tờ 2.000, tờ 10.000 cho đến là tờ 500.000, cái gì đó xã hội mà anh em đừng có mong nó công bằng đâu anh em, nó không gì nó công bằng được. Chính cả cái bản thân của mình luôn nữa, mình còn biết công bằng chưa nữa, mình đòi cái xã hội nó công bằng, nó phép nó thật đấy. Nó ví dụ như có đứa con đầu lòng, nó chính bản thân mình đây nè, có đứa con đầu lòng yêu thương hết mực rồi hen, dữ dằn thương yêu, rồi xong cái có đứa con thứ hai, cái binh nhỏ út, binh út chịch chút cái làng lớn. À, có công bằng đâu, khó lắm đó. Cái đây em ví dụ đơn giản nè, chính cái bản thân của mình thôi. Thì nói gì mấy anh nghe, mấy anh cười em chứ thật, đúng là vậy, chính là bản thân mình luôn. Bây giờ em nói ví dụ chiếc xe nhà, bây giờ nhà ông nào có 2-3 chiếc xe nè, con chiếc lôi đi chết mẹ luôn, đi mưa đi gió đi nắng đi cày đi bừa, còn có chiếc ôi trời ơi chùm mền mà tới là mà không dám hé mền lên nữa, chịch chút chùi nó, chính cái bản thân mình đó. Mình đối xử với 2 chiếc xe lên nó khác nhau rồi, thì giống với xã hội vậy đó anh em, không có công bằng được đâu vậy đó. Ở đâu đó thì nó cũng có chỗ này chỗ khác hết đấy. Rồi ok, anh em mua xe nào thì liên hệ để ủng hộ phép nha anh em, số điện thoại thì cũng vẫn như cũ, anh em cứ gọi cho sang trường đi, phép ít nghe máy được lắm. Xong việc thì em cũng đi nè, đang đeo khẩu trang cũng chuẩn bị cấp tốc thẳng tiến rồi, phép chúc anh em ngày mới thật nhiều niềm vui.
Xin chào anh em. Rồi, hello anh em. Nay cập nhật xe và giá buổi tối anh em. Làm clip ban đêm nó yên tĩnh, nó đỡ ồn anh em. Quay như thế này, cái sáng ở đằng này cửa hàng này khỏi quay, lấy video này cái quay cái đoạn đẳng nó ghép vô được rồi. Tại cái vị trí xe thì nó cũng vẫn vậy nha anh em. Năm nay một năm vừa qua là một năm tệ quá anh em ha, một năm tệ quá, tệ đối với cả toàn thế giới và cả cái đất nước mình luôn anh em. Ảnh hưởng kinh tế kinh khủng, dịch bệnh rồi là thiên tai đủ các kiểu hết. Những cái doanh nghiệp, những ai nói chung là ai làm ăn lớn thì bị ảnh hưởng rất lớn như nè, làm ăn lớn ảnh hưởng rất lớn. Nó kể cả anh em làm công nhân nhà máy, làm xưởng cũng vậy luôn, cũng bị rất là bị ảnh hưởng. Dịch bệnh xuất nhập khẩu rồi các kiểu đó, nền kinh tế nó trì trệ nè mấy. Ở đây sáng ra đi chợ uống cà phê ai cũng than hết, ai người ta cũng than hết, nào là kinh tế khó khăn, làm ăn là cái rồi thất bại thất bát quá trời luôn anh em. Bây giờ chỉ không biết sao, anh em có bị ảnh hưởng gì không anh em? Để phép quay xe vòng vòng vừa nói chuyện nha, vừa cập nhật giá nha anh em. Giá thì ghi trên yên hết á, anh em tin ý anh em mà dòm trên cái yên xe ha, dòm yên xe nè nó có giá. Đi chậm chậm nha anh em, giờ cũng đóng cửa rồi, ở đây đóng cửa sớm lắm anh em, ở đây khoảng 8 giờ 8 giờ hơn cũng cửa rồi, tại vì ngoài đường vắng lắm, ghê lắm. Nói chung là bây giờ cái thanh thiếu niên mình giờ cũng ghê lắm anh em ơi, tình hình chích thúc này kia đồ phức tạp. Gần Tết nữa là cái an ninh mình cái đồ, nói chung mình cũng đề phòng rồi đó. Nhà em thì ban đêm thì chỉ có là ở phía sau thôi, cơm nước rồi sinh hoạt ở phòng khách chở ra sau đó, chứ ở trước này nó ít ngồi trước lắm. Ngoài này nó lạnh rồi là mũi cắn rồi, xe cổ nó ồn ào. Ban đêm mà là cứ là ra ngoài phòng khách đó, ở sau đi chơi với mấy đứa nhỏ này kia đâu. Bởi vậy thôi, không ai coi được cái đóng cửa sớm cho nó chắc, chứ để không mất công. Chứ ở anh em đồng nghiệp của phép á, ở Sài Gòn Bình Dương á nè, ở Sài Gòn Bình Dương thì giờ này ban đêm người ta bán bình thường, giờ này công nhân người ta mới đi làm ra đó. Còn đây vậy, muốn bán không có khách đâu đó. Đại đa số là giờ này là người ta nghỉ ngơi hết rồi, ở quê mà. Ở đây hồi xưa là nó ấp 8.000 á, người ta còn hay là kêu là kinh 8.000 đó. Rồi sau này cái nó tách xã ra, nó tách xã ra, cái đầu nó thuộc ấp Thuận Tiến. Chứ không à, hồi đó là kinh 8.000 rồi đó, ở đây vắng lắm, vùng quê hẻo lắm. Nó cho kinh doanh cái nào cũng vậy anh em, vô mùa dịch bệnh này thì nói chung là nó cũng ảnh hưởng sức mua ghê gớm đó, không phải giỡn. Nhiều phép đây được cái may là anh em cũng ủng hộ được điều rồi anh em, ngày nào cũng mua bán. Ở trước này chứ cái thắc ý bán rồi anh em, bán rồi đôn mấy chiếc Wagio rồi lên, nó cũng có sự thay đổi đó ha. Quay mai cửa hàng này khổ quay chi tiết đây cho nó rõ này. Cái này cũng như cũ anh em ha. Tí nó phép quay cái yên nữa rồi nó nằm cái giá cho nó ok rồi. Cái ban đêm thì nó khe khẽ đây nha mà. Nó lớn quá rồi. Sớm chuyện xung quanh đó thằng này nó bất công đó. Nói chuyện mình ên. Volume min min một tí nha anh em.
chứ mát luôn, là người ta nói mình mát á. Ở đây bây giờ này ha, ai mà dắt thùng kéo kéo rồi ra là ca là có vấn đề nha anh em. Còn mấy chỗ của anh em chắc bình thường, mấy chỗ nào mà sung túc được cái đồ để bình thường anh em. Cái này, này giảm 500 đi anh em ơi, giảm 500.000 đi, 250 triệu, phải cái còn rớt mắt số 0 còn 25 triệu. Cái này 26 nha anh em, giảm luôn. Cái con này đó, con này về vốn rồi đó anh em ơi, con này hôm như phép nhớ là 26 triệu á, hợp đồng là bán giá 28 nè, giờ còn giá 28 nè, giảm xuống tới đây luôn. Để trong kẹt này anh em khó mua, nhà phép giờ chặt quá anh em ơi, chặt lắm. Bây giờ nhập xe là cũng phải cân đối, nhưng không là mua quá bắt đầu là đầy nhà không có đường đi, lần kho nó cũng vậy luôn. Lắp đậu chiếc bán tải rồi lắp đậu xe Honda thì nó cũng cứng nhắc rồi đó, quá trời xe luôn. Mới về mới cọp quá, B này đẹp quá đẹp, mới lắm luôn nha. Chi tiết là xe đậu, đậu không có bảo quản cái lớp hơi, nó thành ra nó bị không có, nói chung không có đạt cái chuẩn cái hơi, nó bị nứt hư vỏ. Đồ lại nha anh em, mấy con này mẫu led không anh em, mẫu led xe 2020 vậy, bữa nay cũng 36 rồi đó anh em, 20-30 triệu tầm giá đó, mà mình mua rẻ hơn được 10 triệu cũng được, với xe cái chất xe nó có nha anh em, chứ không phải xe kiểu mà té ngã là chì chụa này cái đồ. Anh em xuống cửa hàng phép á, anh em đi đi đường cao tốc của sẽ gạch sỏi không phép hướng dẫn anh em đi rồi đó, cái từ cái đầu cao tốc đó anh em chạy tới cửa hàng phép nữa là 4 mấy cây nữa rồi nha anh em, 4 mấy cây từ cái đầu mà dẫn cao tốc dẫn gạch sỏi á, dẫn gạch sỏi dẫn vô á, nói chung là từ đầu cao tốc gạch sỏi đó anh em chạy tới đây khoảng 10 mấy cây thôi, khoảng 4 mấy cây thôi, mấy 50 cây, cho 50 đi. Về hướng Hà Tiên anh em, anh em cứ đi giữa Hà Tiên. Chỗ phép đi tới Hà Tiên tầm khoảng 4 mấy cây, cỡ 40 mấy cây. Ở đây cũng như đoạn giữa Rạch Giá Hà Tiên, anh em đi Rạch Giá cũng vậy, đi Hà Tiên cũng vậy, từ bắt đầu từ ngã ba phép nè, nhưng mà đường từ đây là Tiên xấu lắm, họ đang làm lại. Đang làm á nè, từ từ cũng xong hết, tao nghĩ chắc cỡ cũng khoảng sang năm nó rồi hết, năm Tết này chắc không kịp đâu, thấy họ mới đặt cống rồi xong hết thì có quốc lộ này ok, anh em đi du lịch Hà Tiên Phú Quốc đồ nó cũng rất là ok nè. Hà Tiên giờ cũng lên thành phố rồi, rất là đẹp. Kiên Giang hiện là 3 thành phố nha nè, thành phố Rạch Giá, thành phố Hà Tiên, rồi thành phố Phú Quốc, 3 thành phố.
Đồng Tháp thì cũng có Hồng Ngự mới lên đó ha. Thị xã Hồng Ngự bây giờ nó cũng đã lên thành phố rồi. Lên thành phố anh em đóng thuế xe này nặng lắm nè. Anh em đóng ra tới 5% nha anh em. Đóng nặng lắm. Đóng nặng hơn so với huyện. Bởi vì anh em mua xe, nếu mà anh em ở thành phố quá, mua được xe giấy phố thì anh em đóng nhẹ, anh em chỉ đóng có 1% thôi. Đấy. Còn anh em mà mua ngay giấy huyện mà về nhập về phố đóng 5% là do cái quy định chung của nhà nước mình nó vậy nha anh em. Còn anh em nào mà ở thành phố này kia được đó, ở Sài Gòn thì xuống cũng xuống hải xuống xuống bằng cái đường cao tốc luôn, tại Sổi á, đừng có đi cái đường 8000 á, cái đường trên Google Maps hết chỉ dẫn anh em sao mà nó vậy, nó chỉ toàn là đi cái đường 8000 không, đường 8000 giờ nó cũng bể quá, với anh em phải băng qua cái thành phố Long Xuyên á hay bị kẹt xe lắm. Thành phố Long Xuyên giờ ở chỗ đèn bốn ngọn nó đang làm kẹt xe, đi đường có lộ tẻ Sổi ok. Trong cao tốc thì xe gắn máy không đi được nha anh em, để anh em không biết chạy xe gắn máy vô không được, mà cũng có người ta chặn lại anh em ơi, tại bữa phép đi có mấy xe gắn máy là do mới thông tiến đó, họ trong đó họ chạy ra thôi. Chiếc rim tem nhỏ này giờ là nó thuộc động vật quý hiếm nha anh em, hàng này bây giờ không có đâu ạ, không nghe bán anh em đâu. Xe này thì tóm lại thì máy kiểm tra nó có làm rồi đó, nhưng mà quá im anh em ơi, im máy cực kỳ. Cái này là kêu rim tem nhỏ nha anh em thấy không, cái tem rất là nhỏ lắm, bề ngang nó khoảng chừng 2 lóng tay rưỡi vậy. Nó làm tay gửi phép à, nó có một số anh em gọi là ghim đời á, mà cái này là nó trước cái ghim tem hồng đó anh em, ghim đời nó một chữ với bốn số, nhớ gì trước có bán một chiếc đúng rồi nè, một chữ bốn số nè, ô số 9190 nha. Xe này mà mấy ông công an mà non non tuổi là vô nó số đóng không đó, phép bị hết lần này anh em nhớ không, phép mua xe ở đâu ở tỉnh ngoài Đồng Tháp gửi về, gửi Trạch Tô Châu Hà Tiên, đi tới Kiên Lương nó chở vòng qua Hà Tiên, Hà Tiên chở ngược phải đi qua Kiên Lương, bị mấy anh Kiên Lương bắt nói xe em số đóng, mấy ảnh là quả quyết luôn, ảnh là chắc chắn luôn, thẩm quyết là số đóng luôn, giam xe rồi mấy ngày đó, rồi xong rồi tết gốc tết cát này kia rồi đó, hợp lệ thì đi đâu chứ, đó là mảnh sai, mình đâu có biết cái đời xe đâu, chứ anh em thấy số nó thảy bên vậy đó, bởi vì ta nghi ngờ cũng đúng rồi, nhưng mà ít ít. Xe này khá là đẹp nha anh em, xe này màu cam đen, anh em dòm ngoài đã lắm, đẹp lắm, xe này đi chơi tết hết ý, xe này mấy anh em dáng người gọn gọn à, cỡ mét xăm ngoài đâu ha, có cô gậy mét rưỡi mét 55 nữa là hai người đi vừa, đi thời trang đẹp đẹp lắm, xe đó cũng ít chạy cầm nhiều, nó tự nhiên cái số khung số máy đó, nó thảy bên vậy đó, đâu phải anh em nào cũng biết đâu, còn mấy anh em làm trong ngành thì đâu có thường va chạm, cứ nghĩ tem lửa vậy đó, nó bảy số nó liền lạc rồi giữ xe của em, nhưng mà mấy anh nó không chịu phân tích, nó ví dụ như mấy cái thằng nó đóng đi, em cho nó đóng đó, nó đâu có khùng mà nó đóng mà nó chừa một khoảng trống như vậy để cho mấy anh nghi vấn đó. Mình cũng phải cái tư duy mình phân tích chứ, thấy không,
đóng thì nó đóng thì vô như bảy số đóng sẽ đóng liền luôn chứ nó tội vạ gì mà đóng kiểu đó, mà nó có biết cái xe đời này đâu mà đóng kiểu đó. Giam xe đó luôn, rồi giam chiếc Supreme luôn, giam cả hai chiếc. Phép đang về chiếc neo kim bánh mâm, nó giống như gan gà tây vậy đó, vỏ đầu còn luôn. Xe là hứa hẹn là dữ đó nè, mà giá trời quá, thích hay đẹp quá mua chơi. Xe mà có cái hình cái anh em nhìn nó là mến liền, nó có cái hình đó, hình dáng đó nó giống như chiếc 209 làm gì nè. Anh em dòm thấy nó dọn dọn ra ngoài thôi, cái hình nó cực kỳ chuẩn đó. Chiếc chiếc 110 phải không, bán 36 nha nè. Xe này máy zin đó, máy zin đó, nhưng mà nhìn cái lường máy dưới với cái đầu bò đó dơ quá, nó không được đẹp, nên thành ra mới bán phải bán giá đó đó. Lúc đầu ấy bán ghi nó 38 lần đó nè, nhưng mà nãy thấy dầm dòm thấy cái máy cái lường dưới nó không đẹp, nó chưa sơn quýt luôn á đó. Máy chắc tiếng lắm, áo sống đầu zin luôn đó, cái ốc nó còn chân à. Giá đó cũng được rồi, vừa này dành si am mà chân rồi bạc rồi còn riêng dân rồi 110 giờ không có rẻ đâu nha em anh, rẻ đâu 36 bao sơ cho anh luôn đó, chia sẻ hồ sơ có sẵn luôn. Còn con này tân tem xương cá ha, tem xương cá này đẹp lắm vậy nè. Rồi ok, chắc nãy giờ cũng cũng đã xong hết các cái xe đây rồi anh em ha. Chi tiết xe nào nữa thì anh em liên hệ với anh Trường hoặc Sang, số của anh Trường lên em 0961 34 375, số của anh Sang là 0325 55 55 330. Giờ phép chỉ xài một số tài khoản tại ngân hàng Sacombank, tên chủ khoản là Nguyễn Văn Phép duy nhất thôi nha anh em, 0700 60 20 65 60 ha. Anh em nhớ nè, không có chuyển đâu hết. Rồi đây là cái tên kênh YouTube của Phép ha, anh em nhớ xem rồi ấn nút đăng ký để cập nhật xe về liên tục theo ngày giờ, cũng như tìm được những cái xe mình đam mê và yêu mến nha anh em. Rồi Phép xe máy xin chào thằng ấy.